trong một sự kiện đặc biệt spin-off giữa Kaoru Saber và Kaoru God, Toma đã gặp được Takeru. Còn phần Rintaro, anh đã gặp được Second Rider trong Kaoru God, Kaoru Spectre. Cùng với May khám phá những bí ẩn xoay quanh cô em gái Kanon, một bản clone được tạo ra với mục đích tìm được anh trai của mình. Tìm hiểu sự việc gặp được cô em gái thật và người anh trai của cô ta, Kaoru Spectre. Spectre trước khi đến giải cứu mọi người đã nhận được một quyển sách với sức mạnh của bản thân mình được chính Torso đưa cho anh ta nhằm nâng cấp sức mạnh cho Rintaro. Anh đã nhanh chóng nhận quyển sách này và chuyển hóa bản thân. Chỉ cần một quyển sách, anh cũng có thể chuyển hóa được thành hình dạng Spectre Geki Senki. Quyển chiến ký của Spectre bao phủ hình dạng cơ bản Lion Senki bằng chiếc áo khoác quen thuộc của Spectre, nhưng không phải là hình dạng cơ bản mà hình dạng Deep Spectre với ngọn lửa và tông màu tím đen xen với hình dạng gốc của Color Black cũng là một phần đó khá thú vị. Mặc dù không có một hình dạng mới nhưng dù sao thì có vẫn hơn không. Sau khi sử dụng quyển sách, khả năng chiến đấu của Black đã chuyển hóa. Từ việc sử dụng thủy kiếm điệu nghệ, anh đã chuyển qua một tay đấm với những cú né đòn, những cú đa đòn cực kỳ quy lực giống với Kaoru Spectre đã từng chiến đấu. Sau khi nhận được thanh gươm từ Spectre cùng với thanh thủy kiếm trên tay, anh đã trở thành một kiếm sư sử dụng song kiếm với những nhát chém bao hàm sức mạnh từ nước và ngọn lửa địa ngục của Deep Spectre, giáng hàng loạt cú chém vào người kẻ thù. Và đòn kết liễu, anh sẽ thực hiện một cú chém với cả hai thanh gươm để chém đôi kẻ thù.